Bậc thầy ma thuật, gã pháp sư cười, người lừa thần gạt quỷ, kiêm thánh anh tạp John Constantine chắc hẳn không còn là một gương mặt xa lạ với những fan DC nói riêng và trong văn hóa đại chúng nói chung. Chào mừng anh em đã trở lại với Tạp Báo Comics. Như anh em đã biết, series phim The Sandman của DC đã chính thức lên sóng Netflix cuối tuần qua với sự xuất hiện của Joanna Constantine, phiên bản nữ của John. Vậy John và Joanna Constantine là ai? Tại sao Joanna lại thay thế John xuất hiện trong The Sandman? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu về các nhân vật trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên thì hãy cố lại một chút về nguồn gốc của John Constantine. Gã phù thủy người Anh này được tạo ra bởi các huyền thoại truyện tranh Alan Moore và Steve Bissette, John Turtleband và Rick Veitch. Anh xuất hiện lần đầu tiên trong tập truyện Swamp Thing số thứ 37 ra mắt vào năm 1985. Với tư cách là một người đồng hành với quái vật đầm lầy Swamp Thing, John Constantine có ngoại hình được dựa theo huyền thoại nhạc rock Sting của ban nhạc The Police, thường xuất hiện với chiếc áo choàng màu be đặc trưng. Trong tập truyện Hellblazer số thứ 31 ra mắt vào năm 1990, thì John Constantine chào đời vào ngày 10 tháng 5 năm 1953 tại Liverpool, nước Anh. Ngay từ trong bụng mẹ, John đã dùng dây rốn để siết cổ người anh em song sinh của mình. Người nếu được sinh ra sẽ trở thành một pháp sư vĩ đại nhất thế giới. Bên cạnh đó, việc cha anh cố phá thai vì mẹ anh mang thai ngoài ý muốn cũng đã dẫn tới cái chết của bà. Tuy nhiên, điều này lại khiến người cha thường xuyên đánh đập John và đổ lỗi cho anh vì cái chết của mẹ anh ngay từ khi còn nhỏ. Trong một lần ra bờ sông xem cảnh sát trục vớt thi thể của một nạn nhân bị sát hại trong tập truyện Vertigo Secret Files Hellblazer ra mắt vào năm 2000, John đã gặp mặt kẻ thù không đội trời chung của mình sau này là chúa quỷ Negran, kẻ lúc này đang đội lốt một đứa trẻ chạc tuổi John. Tại đây, Negran đã mời John điếu thuốc lá đầu tiên trong đời. Hắn ta mừng thầm cho đến khi nhận ra mình đã bị John móc túi để chôm cả bao thuốc lúc nào chẳng hay. Bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời của John xảy ra khi anh lên 8 tuổi trong tập truyện Hellblazer số thứ 35 ra mắt vào năm 1990. Khi này, cha của John bị giam 6 tháng vì trộm đồ lót của phụ nữ và buộc anh và chị gái mình phải đến ở nhờ nhà bác. Trong quá thời gian ở đây, John từng được những đứa trẻ trong hàng xóm thách thức đột nhập vào căn lều của một người lang thang. Khi đi lang thang xung quanh, John phát hiện ra một khối đá mà cậu cho là một trái tim của một cô bé đã chết. Sau một đêm, John bèn đi đến nơi mà cậu chơi với hôm trước và ném khối đá này vào căn nhà của người đàn ông lang thang kia. Vì không thấy người này xuất hiện nên John đã nghĩ rằng cậu đã giết chết ông ta bằng trái tim đó. Năm 1968, John từng bỏ nhà trốn lên London và làm quen với một người bạn có tên là Oliver trong bộ truyện The Sandman Presents Street Love ra mắt vào năm 1999. Đây cũng là quãng thời gian mà cậu gặp Magpie, một giấc mơ trong cõi mộng đang cố cứu chủ nhân của mình là chúa tể cõi mộng Dream bằng cách ra ngoài thế giới thực. Tuy nhiên, vì còn là một trẻ nhỏ nên Magpie đã bị mắc kẹt trong một người phàm khi được John giải cứu 30 năm sau. Những năm tháng niên thiếu của John cũng chẳng khá hơn là bao khi về sau. Vì chán ghét gia đình mình nên John đã trốn lên London một lần nữa vào năm 17 tuổi. Theo tập truyện Hellblazer số thứ 84 ra mắt vào năm 1994, trong lần thứ hai lên London, John đã gặp Chas Chandler, gã bạn thân kiêm tài xế của anh sau này. Trong quãng thời gian này, John phải ở nhờ nhà Chas. Tại đây, John gặp mẹ Chas là Queenie, một bạo đồng xấu xa với một con khỉ tên Slack. John giúp Chas bằng cách bóp cổ và dìm chết con khỉ, dẫn đến cái chết của mẹ Chas. Chas coi đây như là một sự giải thoát và kể từ đó, Chas trở thành tài xế riêng cho ban nhạc của John và sau này là cho chính John. Trong thời điểm này, anh bắt đầu dành thời gian để học ma thuật và lập một nhóm gồm các pháp sư giống mình, bao gồm Annie Mary, một phụ nữ trung niên yêu thầm John, Benjamin Cox, một cô bé mọt sách 12 tuổi, Frank, một cựu chiến binh, Judith, một cô gái trẻ và Richie Simpson, một gã mọt máy tính. Ngoài ra, băng nhóm này còn có cả anh bạn thân cấp 3 của John là Gary Lester, người đã cùng John lập ra ban nhạc punk rock Mucous Membrane. Gary và John đã chơi lần đầu tiên ở câu lạc bộ Casanova và cũng chính nơi đây là nơi đã xảy ra thảm họa Newcastle. Xảy ra cho tập truyện Hellblazer số thứ 11 ra mắt vào năm 1988. Thảm họa Newcastle bắt đầu khi John và những người bạn của mình tới câu lạc bộ này để điều tra. Tại đây, họ kinh hoàng khi phát hiện ra chủ nhân của câu lạc bộ đã thực hiện một nghi lễ triệu hồi một con quỷ
có tên là Norfolding và người sống sót cuối cùng là cô bé Astra, con gái của hắn ta. Nhằm lấy độc trị độc, John đã triệu hồi Negan nhưng lại không lường trước được hậu quả mà nó gây ra. Khuôn mặt của Annie Mary bị biến dạng và trong cơn hoảng loạn, cô nhảy từ tầng 2 xuống đất. Trong khi đó, Negan nhập vào cơ thể của Astra và giết chết Norfolding. Tuy nhiên, cuối cùng thì Negan đã từ chối rời khỏi cơ thể của Astra và đưa cô bé xuống địa ngục. Việc này đã khiến John và mọi thành viên trong nhóm bị sang chấn tâm lý, khiến John phải vào bệnh viện tâm thần Ravenska điều trị trong khoảng 2 năm sau đó. Tập truyện Hellblazer số thứ 130 ra mắt vào năm 1998 đã từng hé lộ rằng sau 2 năm điều trị trong Ravenska, cuối cùng John cũng được thả ra khi một gã dân anh chị có tên là Harry Cooper đã ép anh phải hồi sinh đứa con trai mới bị tai nạn qua đời của mình. Tuy nhiên, vì không thể làm được điều này, nên John đã quyết định triệu hồi một con quỷ nhập vào thi thể của đứa bé đã chết, khiến sau này gã côn đồ kia phải trả giá đắt vì quyết định của mình. Trong khoảng thời gian này, John cũng đã làm quen với cả cô bạn gái tương lai của mình là Kit Rina, người lúc này vẫn còn là bạn gái của Brandon Finn, là một người bạn của John. Trong vũ trụ DC sau đó, xảy ra cuộc khủng hoảng đa vũ trụ đầu tiên có tên là Crisis on Infinite Earth vào năm 1986. Trong khoảng thời gian này, John bắt đầu tiên liệu được việc bộ lạc ma thuật cổ đại Bruheria âm mưu triệu hồi Great Darkness, hiện thân của bóng tối khởi nguyên trong đa vũ trụ DC. Việc này gây ra một chuỗi các bi kịch trong cuộc đời John. Đầu tiên là cô bạn gái của John lúc bấy giờ là Emma đã vẽ ra con quỷ Infunche, tay sai của Bruheria, và bị nó giết chết. Sau đó, con quỷ này lần lượt tìm tới những người quen của John năm xưa là Annie Mary, Benjamin và Frank, chỉ trừ Judith đã thông đồng với nó. Judith sau đó bị bộ lạc ma thuật cổ đại kia lợi dụng để triệu hồi Great Darkness. Khi cuộc chiến giữa giới pháp sư của trái đất với Great Darkness kết thúc, cũng là lúc mà những vong hồn bắt đầu đi theo John Constantine cho tới mãi về sau. Sau đó, Gary và Richie lần lượt qua đời ngay trong bộ truyện riêng của John. Những sự việc này đã khiến John, ở tuổi 32, thành người duy nhất còn sống sót cho nhóm pháp sư nhiều năm về trước. Trong cuộc chiến với Great Darkness, John từng mượn tạm căn nhà của một pháp sư khác là Baron Winter để thực hiện nghi lễ chống lại Darkness và đi thuyết phục các pháp sư quyền năng khác như là Sargon the Sorcerer, hai cha con Zatara và Zatanna cùng siêu anh hùng Mento tiếp sức. Tuy nhiên, Great Darkness đã giết chết Sargon và Zatara khiến bọn họ tự dưng bốc cháy và sau đó thì John Constantine bị Baron Winter cấm cửa đến đây. Năm 1988, chúa quỷ Negan bắt đầu thành lập đội quân của hắn và một trong số chúng đã bắt cóc cháu gái của John là Gemma. John và người tình của mình lúc bấy giờ là Zed đã phải giải cứu Gemma. Một cuộc chiến đụng độ giữa hai phe pháp sư và quỷ sau đó đã dẫn tới việc John bị thương và bị Negan chứa máu quỷ vào người. Điều này làm cho anh phát điên và suýt nữa nghĩ tới việc tự tử ở tuổi 35. Một thời gian sau, John cho Swamp Thing mượn cơ thể để cùng vợ mình sinh ra bé gái Tefe, một đại diện của The Green như Swamp Thing sau này. Sau đó, John được chúa tể cõi mộng Dream tìm tới để lấy lại túi cát thần của chàng, vật từng bị đánh cắp trong quãng thời gian mà chàng bị giam giữ. Lúc này, John mới nhớ ra mình đã đưa cho cô bạn gái cũ Rachel túi cát này. Cả hai tìm đến nhà Rachel chỉ để phát hiện ra Rachel đã bị ăn mòn bởi những giấc mơ và Dream phải ban cho cô một cái chết nhân đạo, một giấc mơ mà cô được đoàn tụ với John thêm một lần nữa. Sau một số phi vụ phép thuật thì John cùng một số pháp sư khác như Dr. Occult, Mr. E, Phantom Stranger trở thành nhóm Trenchcoat Brigade và đưa cậu bé Timothy Hunter đến với thế giới phép thuật. Sau đó, John gặp gỡ The First of the Fallen, kẻ thay thế Lucifer Morningstar và các cựu vương địa ngục để trở thành kẻ cai trị mới của nơi này cùng hai con quỷ khác. Hắn cũng chính là kẻ thù lớn nhất mà John Constantine từng đối mặt. Trong quãng thời gian sau này, DC quyết định đưa John Constantine trở thành một phần của vũ trụ DC thay vì tách biệt như ngày xưa. John Constantine xuất hiện trong tập truyện cuối cùng của sự kiện Brightest Day trước khi trở thành một siêu anh hùng cho giai đoạn New 52. Anh trở thành một trong các thành viên thường trực của Liên minh siêu anh hùng pháp thuật Justice League Dark và tham gia nhiều sự kiện lớn của vũ trụ DC kể từ đó. Tuy nhiên, giai đoạn này thường bị các fan lâu năm của bộ truyện Hellblazer chỉ trích vì đã cố anh hùng hóa John Constantine thay vì thể hiện anh là một gã pháp sư đường phố đều cáng và lưu manh nhưng cũng rất tình cảm như ngày xưa. Phải tới bộ truyện Justice League Dark ra mắt vào năm 2018 và John Constantine Hellblazer thì John mới có thể trở lại là bản thân của mình ngày xưa. Trong một truyện solo mới nhất, John đã phát hiện ra rằng mình có một đứa con.
Tuy nhiên, bộ truyện này đã sớm bị kết thúc và chúng ta chưa biết liệu DC sẽ xử lý việc này như thế nào trong tương lai. Trên đây mới chỉ là một phần cho cuộc đời của John Constantine. Hãy cùng chúng mình tìm hiểu về gia thế và quyền năng của các gã pháp sư trong phần tiếp theo của video nhé. Xét về gia thế thì John Constantine sinh ra trong gia đình Constantine với người đầu tiên học phép thuật là Constantine, người được Merlin nuôi nấng và trở thành vị vua kế tục vua Arthur ở thế kỷ thứ nhất. Sau đó có thể kể đến một chiến binh Cossack tên là P.O.T. Constantine và chiến binh người Anh Harry Constantine vào thế kỷ 17, gã lái buôn James Constantine và nổi tiếng nhất là tiểu thư Johanna Constantine vào thế kỷ 18. Trong khoảng thời gian xảy ra cuộc cách mạng Pháp, Johanna Constantine đã giúp chúa tể của mộng Dream lấy cái đầu còn sót lại của con trai ông ta là đại thi hào Orpheus khỏi nhà lãnh đạo cách mạng Pháp Robespierre trong tập truyện The Sandman số thứ 29 vào năm 1991. Theo tập truyện Hellblazer số thứ 240 ra mắt vào năm 2008, thì các pháp sư cho gia đình Constantine được biết tới với biệt danh The Laughing Magician, những pháp sư cười. Họ là những người sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho cuộc sống của mình, mang trong mình khả năng Synchronicity Wave Traveling, nghĩa là lừa thần gạt quỷ, là niềm tin vào việc điều khiển được những sự kiện ngẫu nhiên xảy ra theo đúng ý của bản thân. Chỉ cần sống và bước đi trên con đường này thì John có thể đạt được những điều mình thích trong vô thức. Tập truyện Hellblazer số thứ 249 từng hé lộ rằng John từng được dịch chuyển đến một vũ trụ khác nơi mà người anh em sinh đôi của anh vẫn còn sống. Tại đây, John phát hiện ra rằng chính kẻ này đã gây ra hàng loạt chuyện không hay cho cuộc đời của anh, bao gồm cả việc mắc căn bệnh ung thư phổi nhiều năm về trước. Tuy nhiên, hắn vẫn bị John ra tay trừ khử. Vậy nhưng, ngoài khả năng Synchronicity Wave Traveling thì John Constantine cũng đã học tập và rèn luyện ma thuật ngay từ khi còn nhỏ. Anh có thể du hành thời gian, đặt lời nguyền, hồi sinh người chết, thậm chí là hồi sinh chính mình, kiểm soát tâm trí, chiêu ma quỷ, tự tạo ra ma quỷ, trừ tà, xuất hồn. Cộng với những bảo bối ma thuật và những con nghề được rèn rũa, John không ít lần bán đứng bạn bè, thậm chí là còn đàm phán với cả chúa trời, lừa thần gạt quỷ, giết chết vị vua của những ma cà rồng, khiến kẻ sa ngã thực sự đầu tiên là Satan, The First of the Fallen, căm thù anh tới tận xương tủy. Sự bạt mạng của John đi cùng với cả sự nặng vía của anh không ít lần đã gây ra nhiều sự nguy hiểm, thậm chí là phải đánh đổi bằng tính mạng đối với bản thân, với cả bạn bè lẫn người thân của anh. Trở lại với câu hỏi mà mình đã nêu ra ở phần đầu video ngày hôm nay về việc tại sao các nhà làm phim The Sandman lại thay thế hoàn toàn John với một phiên bản nữ là Johanna Constantine. Trong truyện tranh thì Johanna Constantine vốn chỉ được biết đến là một trong những tổ tiên của John sinh sống vào thế kỷ thứ 18. Bà là con gái của lãnh chúa và lệnh bà Constantine, những người đã bị treo cổ vì mưu phản. Tuy nhiên, sau khi nhận được nhiệm vụ lấy lại chiếc hộp Pandora theo lệnh của vua George Đệ Tam, tiểu thư Johanna Constantine đã được khôi phục chức tước và sở hữu riêng cho mình một dinh thự lớn. Trong tập truyện The Sandman số thứ 13 ra mắt vào năm 1990, Johanna Constantine được xuất hiện trong cuộc gặp gỡ của Dream và người đàn ông bất tử Hop Gatling vì nghe được câu chuyện về cuộc gặp giữa người Do Thái lang thang và quỷ dữ 100 năm một lần. Tuy bị Dream vô hiệu hóa, nhưng sau này Johanna Constantine vẫn được biết tới với tư cách là người giúp đỡ cho Dream, Morpheus và con trai của chàng là Orpheus mà chúng mình mới nhắc đến ở phần trước của video. Sau đó, bà sống rất thọ và qua đời ở tuổi thứ 99. Khác với trong truyện, trong phim thì chúng ta được thấy cả hai phiên bản Johanna Constantine, một ở thế kỷ 18 và một là hậu duệ của bà ở thời hiện đại. Theo cha đẻ của bộ truyện The Sandman, nhà văn Neil Gaiman, đồng thời cũng là một trong các nhà sản xuất của series phim, thì khán giả sẽ không cần phải biết trước về John Constantine nói riêng hay là truyện tranh The Sandman nói chung mới có thể xem được phim. Vì thế, ông đã để cho nữ diễn viên Jenna Coleman cùng một lúc vào hai vai, một là ở quá khứ và một ở hiện tại. Theo nhà văn này, việc Dream thấy một Johanna ở hiện tại giống với quá khứ, phần nào sẽ khiến anh lịch sự với cô hơn như là trong nguyên tác. Và trên đây là một số thông tin mà anh em cần biết về John Constantine và Johanna Constantine trong series The Sandman. Video của chúng mình đến đây xin được kết thúc. Và video hôm nay xin phép tạm dừng ở đây. Hãy chia sẻ những gì mà anh em cảm thấy ấn tượng nhất dưới phần bình luận đây nhé. Hãy bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ video nào trong tương lai. Mãi cháy! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!